Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện ma bắp đọc với câu chuyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Ở tập trước, Hoài Thục thì hiện vẫn còn đang bị thương, đã vậy còn bị bà Dung và bà Hoàng răng đe cảnh báo mình, nói rằng nếu như mà Hoài Thục học hành không tử tế thì không chỉ một mình Hoài Thục bị phạt mà những người xung quanh cũng còn bị liên lụy. Sau đó trong lúc làm việc ở ngoài sân thì Hoài Thục thấy một cậu bé nhỏ bán ngó sen. Hoài Thục thấy thương đứa nhỏ đó quá cho nên đã gọi cậu bé đó lại và mua hết ngó sen cho cậu bé để cậu bé quay trở về nhà sớm. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bóp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống nhìn nó. Nó gầy gò ốm yếu, mặt thì bị nắng ăn nên đen nhẻm. Cái cổ tay nó nhỏ xíu xiu, cầm trên tay cái túi vải đựng mấy đồng xu mà thương đứt ruột. Tự nhiên cô lại nhớ tới thằng cò nhà cô. Không biết từ hồi cô được gả đi, hai mẹ con ở nhà sống ra làm sao nữa. Cô mỉm cười rồi nói, đợi chị vào nhà lấy cái rổ, đổ ngó sen ra rồi trả rổ cho em. Cô quay vào nhà, tay cầm theo cái rổ, còn đi vào phòng lấy thêm ít tiền, lát ra cho nó. Trời đã lên trưa rồi, giờ này còn lặn lội đi mò sen thì tội quá. Mà không biết con nhà ai, cái ao sen nước sâu lại bùng như thế mà bắt con đi mò, lỡ nó bị làm sao thì sao. Cô vừa đi ra thì thấy nó vẫn đứng chờ. Cô tiến lại giơ tay ra định cho nó ít tiền thì thấy nó giật mình cái, nó trợn mắt lên rồi tức tốc bỏ chạy. Cô còn chưa kịp kêu nó lại thì nó đã bỏ chạy mất. Cô quay lại nhìn đằng sau thì thấy con Kim Nhã đứng đó. Nó quay người vào trong không nói lời nào. Có lẽ thằng bé đó nó thấy cái gì nên nó mới giật mình chạy như thế. Chỉ là một con bé thôi mà, sao nó có vẻ sợ hãi thế nhỉ? Cô mở cửa ra rồi rượt theo thằng nhóc con đó, còn cầm theo cái rổ trả nó. Trả rổ thì chỉ là phụ thôi, cái chính vẫn là thắc mắc tại sao nó lại giật mình bỏ chạy. Muốn hỏi nó coi rốt cuộc thì nó đã thấy cái gì. Cô bị đau chỗ vết thương nên chạy không nhanh, nhưng vẫn nhìn theo cái dấu chân dính đầy bùn mà tìm hướng thằng bé chạy. Cô chạy đến một chỗ rồi đứng đó thở, tay cầm cái rổ mà nó rung lên lẩy bẩy. Cô đứng đó nhìn ra, tự nhiên nghe một cái bóp, một tiếng chửi phát lên. Mẹ mày, có mỗi việc mò 10 cân ngó sen cũng làm không xong, tối nay mày đừng có ăn cơm nữa. Ít ra thằng Tèo nó còn mò được 20 cân một ngày, mà tại nó ngu nên nó chết mất rồi. Mày mò một nửa số lượng mà mày mò cũng không được nữa hả? Sao mày ăn hại quá vậy? Hôm nay bán được bao nhiêu? Cô thấy người phụ nữ đó quát rất là to, miệng chửi mà tay liên tục ngắt nhéo vào người thằng nhỏ, mà nó lại không rên la hay khóc lóc gì. Nó giơ cái túi dính đầy bùn lên rồi rung rung đưa bà ấy. Mở túi ra đổ hết tiền ra, đếm đếm rồi quay qua nói, cũng được, may cho mày đấy, mau đi mò tiếp đi, chiều nay kiếm thêm một mớ nữa, có biết không? Nó gật đầu vâng dạ. Bà ấy vẫn tát nó mấy cái. Cô nắm cái rổ mà tay rung lên lẩy bẩy. Cô bước ra định ngăn bà ấy lại. Biết là con ai nấy dậy, nhà ai nấy ở, nhưng cái cảnh đánh con bóp chát thế này khiến cô chịu không nổi. Cô bước ra nắm lấy tay bà ấy. Thằng nhỏ thì vẫn đang ôm mặt đau đớn. Cô nghiến răng rồi nói, dừng tay lại. Bà ấy quay mặt qua rồi quát, ai đấy? Vừa thấy mặt bà ấy cô liền giật mình. Cô chớp mắt cái rồi buông tay bà ấy ra. Người phụ nữ này chính là bà mẹ của đứa nhỏ kia đây mà, là đứa chết dưới hồ sen. Cô liền đơ người ra rồi nhìn vào đứa nhỏ đang ôm mặt kia. Thì ra là mẹ của hai đứa nhỏ. Chả trách cô thấy thằng bé này quen quen. Cô thấy bà ấy cũng bất ngờ. Sau đó thì đổi sắc mặt giọng nói luôn, nghe giả tạo đến buồn ói. Dạ thì ra là Hoài Thục tiểu thư, thật lễ quá. Bà ấy quay qua đứa nhỏ rồi nói, còn không mau về nhà đi. Nó ngẩng mặt lên rồi nhìn cô, đôi mắt nó long lanh ngấn lệ. Cô sai rồi, không phải nó không khóc, mà là khóc nhưng không phát ra tiếng. Cô nhìn thấy vậy càng trở nên khó chịu bực tức hơn. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thằng anh nó đã xúi nó lại bán ngó sen cho cô, và đã khiến cô nhìn thấy cảnh này. Có phải nó thương em nó, nó muốn cô giúp em nó hay không? Cô nhìn thấy bà ấy cầm cái rổ rồi kéo tay của thằng nhỏ đi. Cô đứng đó chết trân tại chỗ, nhìn cái bóng lưng gầy gò của nó mà xót xa quá. Không biết mẹ ruột hay mẹ kế, nhưng tại sao con người với nhau lại đối xử khốn nạn với nhau thế? Lại là một đứa trẻ con. Lần trước ở trên công đường, có đoạn con oa nói lợi dụng đứa con vô tình tế chết của bà ấy để vu oan cho cô. Nhưng sau hôm nay cô đã suy nghĩ khác, không phải là vô tình, nó chắc hẳn là bị ngược đãi lâu rồi. Cái vô tình ở đây là lòng người vô tình cơ, hoặc ngược đãi quá mức, vô tình nó lại chết. Cô nghĩ tới đó thôi mà người đã lạnh toát hết xương sống. Cô quay lại nhìn vào hai mẹ con họ một lần nữa. Cô thấy có một đứa nhỏ đi cạnh bên, còn quay lại nhìn cô nữa.
Nó buồn bã rồi quay đầu lại. Nó nghĩ cô không thèm giúp đỡ em nó. Nó thực sự rất buồn. Tối hôm đó, cô ngồi lặng im trong nhà. Không hiểu sao hôm nay lại không ngủ được. Trong lòng cứ bồn chồn cái gì đó rất khó tả. Cô cảm thấy căn nhà này từ hôm nay đã khác với hôm qua một ít. Cứ cảm thấy không an tâm. Linh cảm hay linh tính gì không biết, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu vô cùng. Giống như ai đó cứ nhìn chăm chăm vào mình hoài, khiến bản thân bực mình đến nỗi. Cô ngồi đó rồi thở dài. Nhìn ra ngoài kia, trăng đã nhú lên qua vách núi xa xa kia. Cô chớp mắt một cái rồi vươn vai. Cô khép cửa lại chuẩn bị đi ngủ. Đêm hôm khuya khoắt mất rồi, thức lâu lại sợ gặp ma. Vừa khép cửa lại đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bạch bạch. Cô nghe thấy mới thắc mắc, quay lại thổi tắt đèn rồi nghe ngóng. Nhà này chỉ có con Kim Nhã là khiến cô suy nghĩ nhiều nhất. Nghe tiếng động lạ một tí là lại nhớ tới gương mặt nó. Cô áp tai vào cửa nghe ngóng. Không biết nó có bị ma nhập không, hay bị gì về thần kinh không. Nhưng cái biểu hiện của nó, cộng với cái mùi cô ngửi được trên người nó, cô có thể chắc chắn nó sẽ nguy hiểm cho mọi người. Cô không muốn suy nghĩ tới tình trạng tệ nhất, rằng nó đã chết, rồi ai đó đã bị nhập vào người nó, sống giùm nó. Thật không tin được. Linh cảm lớn nhất nói cho cô nghe, nó không phải là người nữa rồi. Cái giấc mơ hôm ấy có phải đơn giản chỉ là một giấc mơ không, hay đó là lời cuối cùng con Kim Nhã muốn gửi gắm lại, rằng nó đã chết rồi, và bây giờ Kim Nhã kia là người khác. Cô vừa nghĩ tới đó thì đã nổi da gà. Thật ra có phải bà Dung thực sự đã làm gì đó không, hay chỉ là cô ác cảm với bà ấy? Nhưng nếu bây giờ theo dõi con Kim Nhã, tìm hiểu về nó, nó thực sự liên quan tới bà Dung, có lẽ sẽ biết thêm vài chuyện. Đại khái là có liên quan tới nhà họ Hoàng, mà chuyện nhà họ Hoàng thì biết càng nhiều càng tốt. Giống như đi vào một trận chiến, biết càng nhiều về đối phương càng có lợi cho mình. Lát sau, cái tiếng bạch bạch đó im lặng, mà nó chuyển qua tiếng chẹp chẹp. Cô có hé cửa ra nhìn nó. Nó chỉ nhảy quanh nhà, giờ này ai cũng ngủ hết cả rồi, chẳng ai phát hiện ra. Cô lại không muốn cho nó biết, cứ ngồi im lặng như vậy nhìn nó hoài. Lát sau mòn mỏi thì cô lại ngủ quên mất. Sáng sớm ra ngoài đã thấy ánh sáng chiếu lên mấy ngọn sào rồi cơ. Cô bước ra ngoài nhìn một lượt, chép miệng tiếc nuối chuyện tối qua. Đang theo dõi nó thì lại ngủ quên. Sáng ra rửa mặt mà còn tiếc nuối. Nhưng ngày hôm ấy lại rất yên ắng, chẳng xảy ra chuyện gì lạ. Con Kim Nhã thì vẫn ru rú trong nhà. Cô không lại gần nó nữa, cũng không muốn lại gần nó. Cứ im im cho qua, sợ nó phát hiện ra là cô để ý nó, nên cứ giả vờ không quan tâm nó. Ấy vậy mà qua mấy hôm sau, cô vẫn chưa thấy gì. Còn có lúc cô còn tự nghĩ bản thân mình có phải suy nghĩ quá nhiều không. Con Kim Nhã vẫn ngày ngày như thế. Tối cô có canh chừng thì chỉ thấy nó nhảy nhót quanh nhà. Canh chán rồi cô lại vào ngủ. Ngoài ra chẳng thấy có gì lạ. Có lần cô thử hỏi bà Vú, bà ấy bảo Kim Nhã nó bị mộng du, lâu lâu lại tái phát. Nhưng không nguy hiểm gì, vì tường nhà xây cao, vật dụng trong nhà đã cất lên cao hết. Nghe bà ấy nói vậy cô cũng cảm thấy bình thường. Nếu nó mộng du thật thì thôi vậy, vậy cũng mừng. Chứ như suy nghĩ ban đầu thì tội nó lắm. Cô đang miên man suy nghĩ thì chợt bà Vú xách giỏ chuẩn bị đi chợ. Cô thấy bà ấy đấm đấm xoa xoa cái lưng, biết bà mệt mỏi nên cô lại cầm lấy cái giỏ luôn. Cô nói, thôi để tôi đi, bà ở nhà chăm mấy đứa nhỏ đi, tôi không ở chăm tụi nó được đâu. Cậu qua thôn Vĩnh Hà học rồi nên ở nhà chán lắm, mua cái gì dặn tôi mua luôn cho, lâu lắm lại chưa được đi ra ngoài rồi. Bà ấy nhăn nhó một hồi, biết bản thân chịu không nổi nên đành gật đầu luôn. Cô mỉm cười rồi xách giỏ ra chợ. Bà Vú sợ cô ẩu đoạn nên ghi hết ra giấy. Cô cầm tờ giấy liền vui vẻ như chim được thả ra, vui vẻ chạy đi ra chợ. Bây giờ tầm chiều rồi nên hay gặp mấy bà đi chợ giống mình. Cô có đi sau họ, vừa nghe họ nói chuyện vừa nhìn hoàng hôn luôn cho đỡ chán. Vừa vui vẻ thì nghe mấy bà ấy nói, này mấy bà, mấy vụ gần đây mấy bà có nghe không vậy? Một bà liền đáp ngay, này bà đừng nói lại là cái vụ ma cương thi hút máu người nha. Trời ơi, nãy chồng tôi còn không cho tôi đi chợ chiều nữa cơ. Nghe nói thôn bên cạnh có một người bị chết rồi. Mà quan còn đang điều tra mà. Người đó chết trong rừng kia mà, có nguy cơ bị thú dữ ăn thịt hút máu. Loài dơi cũng hút máu đấy nha. Nghe nói đồn bậy bạ là bị quan phạt đấy. Tội làm nao núng lòng dân là tội lớn, cộng với tin đồn thất thiệt cũng không nhẹ đâu. Này, tôi nói bà nghe,
Hôm trước chồng tôi có lên quan hỏi thăm rồi nhé. Cái xác đó chết mà khô quắp luôn. Nghe người nhà nói mới đêm hôm qua thôi vẫn còn ăn ngủ bình thường, sáng ra đã mất tích. Tìm được thi thể ngày hôm đó, chứ đâu xa mà máu bị rút cạn rồi. Trên người chỉ có một vết cắn thôi, nếu không phải Cường Thi hút máu thì là gì? Dời nó bé tí thế kìa, nếu hút thì cũng không đến mức cạn khô. Nên làm sao có thể? Bà ấy nói như chắc nịch, hòa với giọng điệu hơi sợ sệt. Người kia lại nói: Thế sao hôm qua tôi nghe chồng nói thấy có một đám dơi ở đâu bay qua làng mình, còn đụng ngay cái đám rừng kia? Không phải nó thì là ai? Không đúng, dơi có hút theo đàn thì dấu răng đã hiện lên khắp người rồi, tại sao chỉ có một dấu ngay cổ chứ? Làm sao mà lạ thế? Tôi nghe nói Cường Thi hút máu thì chỉ hút ngay cổ thôi mà, sao lại hút ngay cổ tay? Làm sao tôi biết? Tôi còn không dám ra đường buổi tối, mấy hôm có người rủ qua chơi bài mà tôi còn không dám đi. Thôi tranh thủ đi chợ về sớm đi, nói thôi đã sợ rồi. Cô thấy họ cuốn quýt chạy đi, cô nhìn theo mà chép miệng, suy nghĩ lời họ nói. Cương Thi hút máu, bầy dơi. Cô xách cái giỏ đi nhanh theo họ, coi họ có nói gì nữa không. Nhưng họ không nói, mắt mũi thì cứ ngó liên tục qua hai bên đường. Đúng là nhát gan mà. Cương Thi thì chỉ xuất hiện ban đêm thôi, nó chẳng nhảy nhót vào ban ngày đâu mà sợ. Vừa nghĩ tới đó, đầu cô chợt chạy qua một dòng điện. Nhảy nhót, Cương Thi, ban đêm, hút máu, dơi. Tự động cái hình ảnh con kim nhã nửa đêm nhảy bạch bạch trong nhà xuất hiện ngay vào đầu cô. Cô đứng im tại chỗ. Không phải chứ, có lẽ nào lại là nó chứ. Cô nhìn lại con đường về nhà mình, rồi nhìn lên mặt trời ngày hôm nay. Sắp tối tới nơi rồi, phải đi thôi. Nhanh về còn kiểm tra xem rốt cuộc cô suy nghĩ có đúng không. Cô đi thoăn thoắt, vừa đến chợ đã nhanh chóng mua rau mua cải. Cô mua gấp đến độ không thèm hỏi giá. Mấy bà bán chợt thắc mắc hỏi: Cô làm gì mà gấp thế? Bà ấy lấm lét nhìn rồi chợt nói nhỏ: Ở thôn cô có nghe nói tới cái vụ Cương Thi hút máu người không? Sao chợ hôm nay nó vắng tanh? Thôn cô có ai nói chuyện đó không? Có không? Cô suy nghĩ lát rồi chợt lắc đầu: À không, tại cháu thấy chịu rồi, mua nhanh còn về. Ở đây có ai bán gà không ạ? Cháu ít khi đi chợ, không rành lắm nên là... À, ở đây thì có nhiều chỗ lắm, mà thôn cô không ai nói gì về vụ Cương Thi à? Bà ấy hỏi lại thêm lần nữa cho chắc chắn. Cô vẫn giả vờ lắc lắc đầu, hỏi thử xem bà ấy biết những gì. Cháu có nghe gì đâu. Mà Cương Thi gì hả cô? Bà ấy nghe hỏi thì liếc dọc liếc ngang, liền thì thầm vào tai cô: Nghe bảo gần thôn Đại Cát có xuất hiện Cương Thi đó. Mấy hôm trước nhà người ta bị mất gà quá trời, gà nhốt trong chuồng sáng ra là mất. Ban đầu cứ nghĩ là trộm cơ, nhưng hai ba hôm sau thì ngửi thấy mùi thối, mới phát hiện ra không phải bị người lấy cắp bán hay ăn thịt, mà là bị hút máu rồi quan sát đi. Xảy ra hai ba ngày gì đó, người ta còn thức canh nhưng vẫn bị mất liên tiếp. Có cái hôm rằm này là chấn động nhất, chết cả một người cơ. Nghe bảo là có Cương Thi đó, chuẩn bị mời thầy về cúng giải hạn đây. Trời ạ, bây giờ ai cũng đóng cửa ở nhà, không ai chịu đi chợ cả. Cô là người thôn nào mà cô không biết? Thôn Đại Cát ạ. Cháu toàn ở nhà may vá, cháu có ra đường đâu nên không biết gì cả. Mà này, hôm nay đi mua gà không có thì về đi, nghe bảo bị chết hết rồi, không có mà bán đâu. Trễ rồi, mau về nhà sớm đi. Cô gật đầu mấy cái rồi quay ra, thấy chợ vắng tanh thì mới chạy về luôn. Nếu thật sự con kim nhã này nó là Cương Thi mà mọi người nói, vậy có phải rất nguy hiểm không chứ? Bây giờ mấy đứa nhỏ ở nhà với nó, lỡ nó lên cơn thì... Ôi trời đất ơi! Cô chạy như bay ra khỏi chợ, hớt hải chạy về nhà. Hôm nay mặt trời chưa lặn mà người làm nông đã nghỉ hết rồi. Cô suốt ngày ở trong nhà, không biết chuyện động trời bên ngoài. Chắc bà vú cũng biết, nhưng bà sợ cô và mấy đứa trẻ sợ nên giấu hay sao ấy. Hèn gì mấy hôm nay cô canh con kim nhã mà chỉ thấy nó nhảy quanh nhà, không động đến người trong nhà mà là động đến người bên ngoài. Không biết nó còn nhân tính con người hay là nó không thích trẻ con. Nhưng bây giờ cô phải quay về nhà gấp. Cô chạy đến cổng nhà thì liền ngay lập tức mở ra. Cô xông vào ngay thì chợt giật mình. Con kim nhã nó đứng ngay cửa, nó nhìn ra rồi đi vào nhà. Cô ôm lên ngực thở mà muốn đứt hơi. Bước vào nhà bếp, cất hết đồ ăn đi, cô đi vào phòng mấy đứa nhỏ. Cô nhìn thấy kim nhã đã đi ra sau nhà rồi mới lẻn vào phòng mấy đứa kia. Cô liếc quanh phòng rồi hỏi thăm dò tụi nó. Mấy đứa à, dạo này mấy đứa có thấy kim nhã lạ không? Chúng nó thấy cô vừa thở vừa hỏi gấp.
Thường ngày chúng nó không quan tâm đến cô đâu, nhưng hôm nay thì khác. Cô hỏi chúng nó bằng sự nghiêm túc, ánh mắt cô sợ hãi, khiến chúng nó nhìn sẽ không bỡn cợt nữa, mà nghiêm túc trả lời. Giọng có chút run. Không có. Cô biết hỏi chúng nó cũng như không, nhưng chúng nó ngủ chung với Kim Nhã, nhất định sẽ thấy cái gì đó. Kim Nhã, có ăn cơm không? Cô thấy lần trước mấy đứa này ăn cơm một góc, còn Kim Nhã thì không. Nếu nó thực sự là ma hút máu, nó nhất định không cần ăn cơm. Dạ không. Câu trả lời ấy làm cho cô không mấy bất ngờ, nhưng nó khiến cô sững sờ. Mấy đứa không thấy nó ăn cơm à? Có thật không? Chúng em không quan tâm, kệ nó. Nói rồi nó vùng vẫy ra khỏi tay cô, tụm lại với nhau. Ham chơi nên không quan tâm cô cho lắm. Cô quay qua kiểm tra mấy cái chăn của tụi nhỏ, ngửi thấy mùi tanh phản phất qua mũi mình. Cô vạch lên rồi ngửi, nó phát ra từ đó, và ngay chỗ con Kim Nhã ngủ. Trên cái mép chăn còn dính lấm chấm máu khô. Cô nuốt nước bọt rồi quay mặt ra ngoài. Cảm thấy có cái gì đó lạnh sống lưng. Cô liền nhìn ra, thấy con Kim Nhã nó mỉm cười. Cô liền chăm chú nhìn nó. Nó liền nhép nhép cái miệng. Cô có thể đoán ra rằng nó nói cái gì. Nó nói: "Mày đã bán ra rồi à?" Nó cười hở răng, cười cái rất tươi, và nó có cả hai cái nanh. Cô trợn mắt lên rồi hít vào một hơi sâu. Vậy ra cô đã đoán đúng rồi. Thật kinh khủng. Nó lại là cương thi. Nó thành cương thi rồi, làm sao đây? Làm sao trị nó đây? Cô đang miên man suy nghĩ thì nhớ tới cái cô đi chợ lúc nãy. Cương thi chỉ cắn ngay cổ thôi không phải sao? Sao lại cắn vào cổ tay? Bây giờ cô đã có câu trả lời. Vì con Kim Nhã dáng người thấp bé, nó chỉ đứng ngang hông người ta mà thôi. Vậy là lúc hút máu người ta thì người ta vẫn còn sống. Cô trợn mắt lên rồi nhanh chân chạy quanh nhà, nhanh chân chạy đi kiếm nó. Cô thấy nó quay mặt lại nhìn mình, một ánh mắt khiêu khích. Nó vừa cầm trái cam vừa đứng đó. Cô lấy hết bình tĩnh nhìn nó. Nó lấy ngón tay bấu vào trái cam cái rồi đi vào nhà. Cô không thể bắt nó lại được, cũng không thể nói cho ai nghe. Cậu Cảnh Minh đi rồi, bà Vú lại già cả ốm yếu. Nghe bảo cương thi về đêm rất là mạnh, lại còn rất nhanh. Nếu nó đã đổi từ hút máu gà sang hút máu người, có thể đoán hôm nay chắc chắn nó sẽ hút máu người. Nếu nhốt nó trong nhà sẽ nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ. Nếu để nó ra ngoài lại ảnh hưởng đến người bên ngoài. Cô suy nghĩ tới, suy nghĩ lui vẫn không cách nào thỏa đáng. Bây giờ mà có bà Hậu ở đây, có phải sẽ tốt không? Cô vò đầu bứt tai cũng không có cách nào cả. Cô chạy ra ngoài tìm người, sau đó nhờ người ta qua thôn Vĩnh Lợi kiếm bà Hậu qua. Báo bà qua nhà gấp. Cô biết nếu bà Hậu nghe tin cô sẽ qua ngay. Nhưng mà khoảng cách hai thôn khá xa nhau. Cô sợ lúc bà ấy qua tới đã là sáng của ngày hôm sau. Nhưng kệ, có bà ấy thì mới tìm được cách trị con Kim Nhã này. Nếu không, nhất định nó sẽ bỏ trốn. Hôm nay nó còn ở đây, chắc nó nghĩ cô không làm được gì nó nên nó không sợ. Cô liền chạy vào nhà ngay, kiếm một sợi dây thần rồi tìm nó ngay lập tức. Mạng người quan trọng. Bà Vú có ngăn thì cô cũng không thể để nó lộng hành được. Nó còn ra vẻ thách đố cô. Cô chạy vào thấy tụi nhỏ vẫn đang chơi. Kim Nhã ngồi một góc, tay nó giữ cái gì đó, đầu cứ cúi vào góc tường im lặng. Cô cầm sợi dây trên tay rồi từ từ tiến lại. Nó không động đậy, không nhúc nhích gì, chỉ ngồi lặng im. Cô vừa giơ tay ra định tóm lấy nó thì cái cửa bật lên kêu cái rầm. "Đừng chạm vào nó." Tiếng bà Hậu hét lên, nó liền quay qua táp một cái vào tay cô. Cô giật mình rút tay lại, lùi ra sau mấy bước rồi nhìn nó. Nó mỉm cười mà nước miếng chảy ra nhễu nhão. Cô quay qua ôm lấy tụi nhỏ, lấy cái chăn đắp lên người tụi nó, không muốn cho tụi nó thấy cảnh này. Bà Hậu liền chạy nhanh vào. Bà cầm trên tay một cái kiếm bằng gỗ, nó nhỏ và dài cỡ một gang tay. Cô nghe một cái cốp vang lên, cây kiếm đâm ngập vào trái tim nó. Cô trợn mắt lên rồi nhìn bà. Bà liền hét lên: "Mau, hỏa thiêu, nó sẽ giết cả tôi và cô đấy. Nó mang mệnh của bà già hóa dơi nhà bà Hoàng đấy. Nhanh lên Hoài Thục, nhanh lên." Cô vừa nghe tới đó thì da thịt con Kim đã nứt toàn ra. Đầu nó mọc ra cả tóc bạc, lưng nó còng xuống, giống như hình dáng của bà già hôm ở nhà bà Hoàng vậy. Bà ấy như hiện lên trong thân xác của Kim Nhã. Mắt nó đỏ lên như mắt dơi, miệng cũng rộng ra như miệng dơi, và răng nhọn nhô ra, có cả cánh và tai dài. "Dơi à, hỏa thiêu, hỏa thiêu." Cô vừa nghe hai chữ này đã run rẩy tay chân. Mấy đứa nhỏ trong chăn cứ nháo nhào lên,
Cô liếc qua bà ấy, chẳng một chút động tĩnh gì. Chỉ có bà Hậu là hoảng loạn cực độ. Cô chưa bao giờ thấy bà Hậu sợ đến như vậy. Hỏa thiêu là phải đốt nhà. Mày có giỏi thì đốt nhà đi. Đốt đi, chết hết. Cô giật mình bực dậy cái mạnh. Cô liếc vòng vòng quanh nhà một lượt, thở phào rồi giơ tay lau mồ hôi. Cảm nhận nhịp tim mình còn đập loạn xạ. Kiểm tra tay chân xem một lượt. Cũng may thật, chỉ là một giấc mơ. Cô chẳng biết tại sao mình lại ngủ đi nữa. Rõ ràng lúc chiều tối đi chợ về còn vào phòng tụi nhỏ kia mà. Tại sao lại về phòng mình? Cô nhớ được mỗi khúc con kim nhã nó nhép miệng nói: "Mày đã biết rồi à?" Sau đó thì dần thiếp đi, không còn thấy gì nữa. Cô vò đầu bứt tai nhớ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng nhớ nổi. Mình làm sao thế nhỉ? Cô nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, bước xuống giường mở cửa đi ra. Trước mắt là mấy đứa nhỏ. Chúng nó vừa đốt đèn lồng vừa ăn bánh trung thu. Cô chợt cảm thấy có cái gì đó lâng lâng trên gương mặt. Chợt nhận ra cái gì đó, cô mỉm cười rồi thầm nghĩ: mới đây mà đã trung thu rồi. Tính ra mình được gả đi cũng tròn một tháng. Thật là nhanh quá đi. Cô bước chân ra ngoài, tụi nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện. Cô ngắm nhìn chúng nó một lát thì thấy Vũ Nụ đi lại. Tiểu thư, ngồi xuống đi. Vũ à, sao hôm nay tôi ngủ quên mà tôi không nhớ thế nhỉ? À, tôi thấy tiểu thư đi chợ về. Tiểu thư còn qua phòng tụi nhỏ chơi cơ mà. Lát tiểu thư lại quay về phòng ngủ. Cô không nhớ gì sao? Tự quay lại phòng ngủ? Cô thắc mắc một chút. Thật sự cô đã đản trí rồi sao? Thật sự đã đản trí đến mức tự mình đi về phòng mà không nhớ sao? Cô liếc qua nhìn mấy đứa nhỏ. Con kim nhã là thứ cô muốn tìm kiếm. Nó ngồi đó làm cái lồng đèn, chẳng quan tâm tới ai. Cô nhìn nó chăm chăm. Lâu lâu nó lại liếc lên nhìn cô một lần. Cô đứng dậy rồi đi ra sau nhà, mắt vẫn nhìn nó. Cô đứng cạnh bà Vú rồi hỏi: Vú à, con kim nhã làm sao thế? Sao suốt ngày cháu cứ thấy nó làm sao ấy? Không nói không rằng, cũng không thèm chơi với ai cả. Bà Vú vừa sắp mấy cái bánh mứt ra rồi nói: Kim nhã nó bị thiểu năng ấy mà. Lúc thiếu phu nhân nhà họ Hoàng mang thai thì suýt sảy thai, bị động thai rất là nặng. Sau này sinh ra sức khỏe nó lại không được tốt, cứ hay bị khóc đêm, còn hay ré lên lúc người ta đang ngủ nữa. Nhà họ không thích nó nên đã đem qua đây gửi. Mà nghe nói lúc gửi nó còn bị té sông nữa, suýt chết. Nó đã cải tử hồi sinh mấy lần rồi. Sau này ba nó đi buôn với ông Hoàng, vô tình gặp nạn nên qua đời. Mẹ nó cũng không qua thăm nữa, lấy chồng khác rồi. Từ đó nó cứ ngờ ngờ ngáo ngáo thế đó, chẳng bình thường như mấy đứa trẻ khác. Tôi chăm nó quen rồi nên biết. Cô liếc qua nhìn nó, nó vẫn lủi thủi một mình chơi cái đèn lồng. Vô tình sao cô lại nhìn ra phía hàng rào. Cô thấy một đứa nhỏ đứng ngoài đó. Cô lầm bầm trong miệng: sao nó lại chạy qua đây nhỉ? Cô vừa thắc mắc thì thấy con kim nhã cũng nhìn ra hướng đó. Cô liền thấy nó gầm gừ. Lát sau quay lại, đứa trẻ kia đã biến mất rồi. Con kim nhã nó thấy ma, vậy nó cũng có mắt âm dương rồi. Cô liền nhìn chăm chú vào nó. Lát sau bà Vú mang bánh mứt lại cho tụi nhỏ ăn. Cô đi theo bà, còn ngồi lên giường cạnh con kim nhã. Cô đưa cho nó một cái bánh, nó liền lấy tay gạt ra. Cái bánh rơi xuống đất. Cô khom người xuống nhặt lên. Cô liền nhìn nó, cảm thấy người nó không còn hôi hám nữa, không giống như bị ma nhập nữa, lại giống như bình thường thôi. Cô liền hỏi nó: Kim Nhã à, em không sao đấy chứ? Sao là sao? Sao em không ăn bánh? Không thích. Nó vừa gấp cái đèn lồng vừa nói. Cô nuốt nước bọt rồi giơ tay ra. Cô nói: chị biết xếp đấy, chị xếp cho em. Em làm chậm quá sẽ không kịp đón trung thu đâu. Tôi xếp cái này không phải để đón trung thu. Vậy... cô nhìn nó thắc mắc. Là để treo trước mộ đó. Tôi muốn làm thật nhanh, như vậy mới kịp. Kịp? Cô hỏi nhỏ, nó liền quay qua nhìn cô, mỉm cười nói: kịp chết đó. Nó nói xong, liền khom mặt xuống xếp xếp dán dán. Cô ngồi đó mà lặng im. Lát sau nó lại nói: chị biết chuyện rồi đúng không? Cô sững người ra, nhìn nó hỏi: biết cái gì? Biết chuyện tôi hút máu người.
Cô nghe nó nói xong thì óc cục nổi lên rần rần trên người. Cô mím môi rồi nói: Em nói gì vậy? Từ đầu chị đã nghi ngờ tôi rồi. Chị rất thông minh, nhanh nhẹn, lại còn tháo vát nữa. Điều đặc biệt là chị có một đôi mắt rất đặc biệt. Nó nói xong liền quay mặt lên nhìn cô. Lời nói của một đứa nhỏ tầm 7 tuổi lại có thể có phong thái này. Phong thái của một người trưởng thành. Nhưng trong lời nói đó không mang cái gì là ác cảm. Giống như cô đang nghe một người già nói chuyện vậy. Cô quay lại phía sau, mọi người đã đi ra đó làm lồng đèn cả rồi. Cô lại quay lại nhìn con kim nhã một lần nữa. Cô liền hỏi: Em có phải là kim nhã không? Cô vừa hỏi vừa nhìn nó, còn lấy tay chặn tay nó lại. Cô nhìn vào ánh mắt nó rồi hỏi: Không. Nó trả lời rồi mỉm cười: Tôi chỉ mượn thân xác nó thôi. Cô không phát hiện ra à? Nó ngẩng mặt lên rồi hỏi. Cô ngồi thụt lùi lại rồi nhìn vào cái bóng của nó in dưới ánh trăng. Một cái bóng của người lớn. Nhưng cô lại chắc chắn đây không phải là bà cụ ở nhà bà Hoàng. Cái bóng của một người phụ nữ còn trẻ. Cô liếc lên rồi hỏi: Cô... Nó ngước mắt lên, mỉm cười nhìn cô. Nó biết cô phát hiện ra rồi. Nó liền nói: Tôi cứ tưởng sẽ được sống lại lần hai trong một cơ thể mới. Nhưng mà đứa trẻ này lại chịu không nổi một xác hai linh hồn. Nên bây giờ tôi bị nó hại luôn rồi. Ý cô là sao? Cô chăm chú hơn vào lời nói của Kim Nhã. Nó liền tự tốn nói: Lúc nãy con nghe Vũ Nụ nói chuyện có phải không? Thế tôi kể chi tiết cho cô nghe. Dù sao tôi cũng không muốn mang bí mật này xuống mò. Cô ấy từ từ quay qua đám trẻ, canh chừng chúng nó mới an tâm nói: Thật ra hôm Kim Nhã bị rơi xuống nước là do nó đi ngang qua con sông đó. Nó đã ước rằng nó được chết đi. Lúc ấy mà già ở đó liền nghe thấy bọn họ muốn lật thuyền kéo Kim Nhã xuống thay họ. Họ sẽ đi đầu thai. Nhưng tôi đã biết trước. Tôi thấy tội cho Kim Nhã nên tôi đã cứu nó. Không may tôi hợp vía nó nên bị hút vào, sống trong cùng một thân xác với nó. Ban ngày nó là nó, còn ban đêm nó sẽ là tôi. Vừa nói tới đây, cô đã sốc đến độ mắt trợn trừng lên. Cô liền ấp úng nói: Có thể sao? Tôi đã che giấu được hơn 2 năm rồi. Nhưng mà đến hôm bà Dung đến nhà, tôi đã không thể che giấu được nữa. Nó lặng người đi một chút, liền nói tiếp: Bà Dung là một bà phù thủy. Bà ấy có thể gọi ma quỷ, mua chuộc họ làm việc xấu. Hôm bà ấy đến nhà, bà ấy đã phát hiện ra tôi. Nhưng Kim Nhã từ ngày bị chết hụt lại có thể nhìn thấy ma. Vì tôi là người âm nên nó có thể dùng đôi mắt của tôi nhìn thấy người âm. Nhưng hôm ấy nó đã làm lộ ra hết, bị bà Dung phát hiện. Sau đó còn biến nó thành cương thi nữa. Tôi có thể giúp nó sống, nhưng nếu nó trở thành cương thi, tôi lại rất ghê tởm bản thân mình. Tối đến tôi không thể kiềm chế được. Bà ấy lấy máu và tóc của nó và yểm vào búp bê, sai nó đi hút máu, đem về nuôi bầy dơi của bà ấy. Như vậy, tôi thà chết còn hơn. Cô đã nhập vào con bé, làm nó nửa khùng nửa điên, còn đổ lỗi cho nó à? Là cái miệng nó nói muốn chết, là nó hại nó thôi. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng mà qua đêm nay tôi sẽ không cần phải sống trong thân xác nó nữa. Tôi không muốn bị bà Hậu đánh, cũng không muốn bị bà ấy thiêu sống. Cô thấy rồi đó, giấc mơ lúc nãy nó sẽ thành sự thật đó. Cô có muốn Vũ Nụ bị sốc không? Cả mấy đứa nhỏ nữa. Tôi thà đem Kim Nhã chết theo tôi, nhất định không để nó biến thành cương thi. Tôi sợ mùi máu, sợ người ta xem tôi và nó là quái vật. Tôi làm như vậy cũng là vì muốn giúp cô. Qua đêm nay bà già ở nhà bà Hoàng sẽ tới đây và chiếm lấy xác của Kim Nhã. Tôi và nó sẽ bị đánh tan xác, không còn đi đầu thai được nữa. Vả lại chuyện cô có mắt âm dương sẽ bị nhà họ phát hiện ra. Cô sẽ trở thành linh nữ cho nhà họ, còn khủng khiếp hơn cái chết gấp ngàn lần. Nên tôi và Kim Nhã chết đi cũng là muốn giúp cô giữ bí mật này, cũng như bảo vệ danh tiếng cho Vũ Nụ và bảo vệ lũ trẻ. Nhỡ ai đó phát hiện ra Kim Nhã là cương thi thì người trong nhà này sẽ bị miệt thị, đánh đập tới chết, thậm chí còn bị thiêu sống. Làm ơn, hãy để chúng tôi ra đi. Kim Nhã đã đồng ý đâu. Không phải cô nói buổi sáng nó sẽ là nó sao? Bây giờ cô đang sống trong thân xác nó đó. Kim Nhã, nó không thiết tha gì cuộc sống này đâu. Lúc trước nó có gia đình, sau này nó làm trẻ mồ côi.
tính tình nó rất mạnh mẽ, lại hay chống đối xã hội. Nó cho phép người âm nhập vào, còn muốn hóa làm quỷ nữa. Cô đừng ngăn cản tôi, nếu không, cô nhất định sẽ hối hận. Nói xong nó liền đứng dậy, nó tiến lại chỗ Vú Nụ ngồi, nhìn bà ấy rồi mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Cô nghe rất kỹ, không sót một lời nào. Linh nữ là cái gì chứ? Hình như ngay từ đầu, bà Hậu đã căn dặn cô không được nói cho ai biết mình có mắt âm dương. Cô không hiểu hết ý của bà ấy. Bây giờ nghe Kim Nhã nói, cô có phần hiểu ra một chút. Linh nữ có lẽ là một tên gọi của một thân phận gì đó. Có thể nó có hại cho cô, nên bà ấy không cho cô nói. Đang suy nghĩ thì đám trẻ chợt đứng lên, chúng nó đi ra ngoài. Trên tay mỗi đứa cầm một cái đèn lồng. Chúng nó mỉm cười rồi cùng Vú Nụ đi dọc con đường làng. Lát sau con Kim Nhã chợt đi thụt lùi lại. Nó cầm cái đèn lồng giơ lên, soi sáng gương mặt nó. Nó liền nói, hãy nhìn thật kỹ nhé, đây là gương mặt của tôi. Nói rồi, trước mặt cô hiện ra một cô gái. Gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng. Nó cười rồi nói, đêm hôm nay là đêm cuối cùng, tạm biệt. Cái lồng đèn kia phiền tôi làm xong nhé. Nói rồi nó từ từ đi vào bụi rậm trước mặt. Đó là cái khu rừng lần trước cô thấy nó đi vào. Cái hình ảnh cái đèn lồng màu đỏ bay bay trong màn đêm khiến đầu óc cô bắt đầu nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Cô trợn mắt ra rồi nghe thấy một giọng nói, em chị bị một bà phù thủy dắt đi rồi. Cô quay lại nhìn thằng bé sau lưng. Nó nói với ánh mắt tròn xoe. Cô ấp úng rồi hỏi nó, em đã nói câu này với chị lần nào chứ? Nó liền lắc lắc đầu. Cô nuốt nước bọt rồi ôm đầu. Sau hôm trước cô đã từng thấy cảnh tượng này rồi nhỉ? Là cái cảnh cô nghe thằng bé này nói chuyện, rồi cô còn chạy vào nhà kêu cậu Cảnh Minh. Hôm ấy cậu còn tìm người đi tìm nó, sao bây giờ lại thấy cảnh này y chang ngày hôm đó? Cô chợt suy nghĩ đến vấn đề, có phải mình có thể thấy trước được tương lai hay không? Có phải không? Hôm ấy cô cũng tỉnh dậy sau một cơn mê, hôm nay lại nằm mơ thấy bà Hậu chạy qua nhà giết Cương Thi. Có phải giấc mơ đó lại là tương lai không? Cô nhìn vào cái đèn lồng như bay bay kia. Cô liền nói, có phải nó sẽ treo cổ không? Vừa suy nghĩ tới đó, thằng bé sau lưng đã nói, em chị bị một người dẫn đi vào rừng, còn cầm theo một sợi dây thần nữa. Phải rồi, bà phù thủy mà thằng bé này nhắc tới có phải người phụ nữ nhập chung xác với Kim Nhã không? Ấy vậy mà hôm đó cô lại nghi ngờ là bà Dung. Vậy là cái giấc mơ cô đi vào rừng tìm Kim Nhã cũng là sự thật. Và nó là tương lai cô sẽ phải trải qua. Thật ra cái mắt âm dương này là cái gì vậy? Nó cho cô thấy trước cả tương lai sao? Cô ngồi đó một lát, cái đèn lồng đã biến mất giữa không trung rồi. Cô đã không còn thấy Kim Nhã nữa. Bà Vú từ xa hốt hoảng kéo mấy đứa nhỏ lại, liên tiếp hỏi Kim Nhã đâu. Cô lắc lắc đầu một cái, mặt liền xanh như tàu lá chuối. Cô mím môi cố không run rẩy. Cô liền nói, tôi sẽ đi tìm nó, bà canh lũ trẻ cho cẩn thận đấy. Vừa nói xong, cô đã xách cái đèn lồng chạy nhanh qua chỗ tùm kia. Bà Vú phản xạ lại không kịp, chỉ trơ mắt ra nhìn. Bà lùa hết đám trẻ vào nhà, liền tìm người chạy theo cô. Cô vừa chạy vừa thở hổn hển, không biết có thật như những gì cô mơ thấy không, nhưng sao cảm giác này rất giống với cảm giác ngày hôm đó. Cũng là cái lạnh này, là cái hơi sương này, là cái bóng tối này. Cô đi sâu vào rừng, trước mặt cô là bóng lưng của Kim Nhã. Nó nói, tôi không muốn sống nữa, cuộc sống này rất nhàm chán. Chị sống không thấy nhàm chán à? Vừa nói xong thì chợt một bóng đen vụt qua, con Kim Nhã chợt biến mất. Sau đó linh cảm mách bảo cô rằng con Kim Nhã đang được treo lòng thòng ngay trên đầu mình. Cô run run ngẩng mặt lên, một giọt nước chợt rơi xuống mặt cô. Cô run run đưa tay rồi giơ lên chạm vào, đưa lên mũi ngửi, là mùi máu. Cô nhìn lên thấy Kim Nhã bị treo cổ lòng thòng ở trên. Nhưng bây giờ cô không giật mình tỉnh giấc nữa rồi, mà nó đã chính thức trở thành sự thật. Cô đứng đó nhìn lên trên, thở gấp gáp như muốn đứt hơi. Lát sau, lưng cô liền lóe sáng lên ánh sáng của lửa đuốc. Cô quay lại thấy rất nhiều thanh niên trai làng. Họ thấy Kim Nhã như vậy, ai nấy đều hốt hoảng. Cô quay lại nhìn họ mà mặt mũi không kém phần hoang mang. Họ sợ hãi nhưng cũng tiến lại tìm cách lấy xác nó xuống. Họ chia nhau ra leo lên cây tháo dây xuống.
còn chiên người ra đưa cô về nhà. Cô không muốn ở lại khiến họ sinh nghi. Chỉ có gương mặt thảnh thốt của cô là không giấu được họ. Cô theo họ trở về. Cả đêm hôm đó, thôn Đại Cát lại dấy lên một tin đồn. Vì cái xác con Kim Nhã không đem về được, cái sợi dây nó dùng để treo cổ, người ta có dùng dao, dùng búa gì cũng không cắt được. Người ta đốn cả cây, nhưng đều vô dụng. Cô không bi lụy tại sao lại như vậy. Cô thức trắng cả đêm, nhất định chờ bà Hậu sang, bà ấy sẽ có cách giải quyết. Quả thật, đến tầm canh ba thì có nghe thấy tiếng xe ngựa thật. Cô ngồi chờ từ tối tới giờ, nghe một phát là mở toang cửa ra luôn. Cô nuốt nước bọt, lấy hết sự bình tĩnh bước ra. Thấy bà Hậu mà cô như bắt được vàng. Cô nhìn bà mà suýt rơi nước mắt. Bà gật đầu rồi trấn an cô, để tay lên miệng ra dấu im lặng. Cô liếc ra sau thì thấy bà Dung bước ra. Cô thấy ánh mắt bà ấy thì có chút lo sợ. Cô liền lùi lại phía sau. Lúc ấy Vũ Nụ liền tiến đến, nhanh chóng khóc lóc kéo tay bà Hậu, vừa kể vừa khóc. Thấy bà Dung đi theo mà mặt hầm hầm. Cái chết của con Kim Nhã có lẽ là điều mà bà không ngờ tới. Cô lặng lẽ nhìn mấy người họ đi vào rừng. Cô lùi chân lại phía sau, vừa nhìn lén qua cái tấm rèm cửa xe ngựa, tay giơ vạch nó ra. Cô ngửi thấy mùi của Kim Nhã. Nếu đúng thì con búp bê của bà Dung làm điều khiển Kim Nhã sẽ nằm ở đây. Cô liếc qua nhìn bà ấy, thấy đi khuất một đoạn rồi liền vạch cái màn ra. Nhưng trong ấy chẳng có gì cả, trống không. Cô nhìn theo bà ấy, chợt thấy vạt áo mình bay lên. Cô nhìn xuống, khi vạt áo đáp xuống, trong đó hiện lên một cặp mắt. Nó liền nói: "Chị ơi, chị tìm gì?" Một con búp bê, làm bằng, hình như làm bằng vải. Nó có mùi của Kim Nhã, là đứa hôm qua đó. Vừa nói xong, nó đã biến mất. Lát sau nó liền quay trở lại, nói: "Ở trong tay áo của bà già kia, bà mặc áo trắng ấy." Cô nhìn theo hướng nó chỉ ngay bà Dung chứ còn ai nữa. Bà ấy đem búp bê qua đây làm gì? Không biết bà ấy có ý định gì, nhưng ngay lập tức cô chạy vào nhà, lúi húi một hồi thì chạy ra. Ra tới nơi, người ta vẫn còn chưa đem xác của Kim Nhã xuống được. Cô thấy mặt bà Dung dữ tợn, trông có vẻ rất giận. Cô đi lại gần bà ấy, vấp cái cây té nhào vào người bà ấy, còn hét toáng lên giật mình. Cô quăng trong tay ra một con búp bê. Bà ấy chẳng hiểu tại sao lại giật mình, chộp lấy nhét ngay vào tay áo. Vậy cô đoán đúng rồi. Con búp bê của tiểu thư Huệ nhà ông Lê và con búp bê của bà Dung giống nhau. Cô nhận ra cái vết son môi trên con búp bê đó, màu hồng tím tím, lại có mùi trầm hương pha với bạc hà. Mà vết son đó nhìn quanh nhà ông Lê không ai xài, mà vô tình lại thấy bà Dung xài. Và cái mùi đặc trưng trên người bà Dung và bà Hoàng là mùi trầm hương pha bạc hà. Và một điều quan trọng khiến cô nhận ra, đó chính là con Oa. Hôm nó bảo nó biết cô đánh A Tỳ. Vậy tại sao nó biết? Nếu chẳng phải nó có qua lại với ai đó trong nhà họ Hoàng thì làm sao nó biết? Cái hôm con Oa nó kể ở con đường đang hùng hồn như thế tự nhiên ói máu vật ra đó, cô lại thấy bóng dáng bà Dung lướt qua. Trong đầu cô đã bắt đầu hiện lên sự nghi ngờ. Và cô có thể chắc chắn hơn khi hôm nay bà Dung hốt hoảng cất con búp bê vải này. Và có thể chắc chắn rằng tiểu thư Huệ là được bà Dung dạy làm bùa hại cô Hoa. Sau đó bắt cô Hoa nhập vào cô, làm cô bị nhà họ Lê hiểu lầm, còn tọc mạch cho con Oa nghe sai sự thật khiến nó ghét cô. Sau này lại đổ hết tội lên đầu cô. Suy ra ngày hôm nay bà Dung cũng làm điều tương tự như vậy với con Kim Nhã. Đúng là không đơn giản thật. Lúc người ta khiêng xác con Nhã xuống, cô thấy bà Dung thò tay vào tay áo làm cái gì con búp bê đó. Nhưng hình như bà ấy bóp nhầm con thì phải. Ánh mắt bà ấy có phần giật mình, rồi bà ấy nhìn xung quanh. Cô giả vờ nhìn qua con Kim Nhã, lảng tránh đi ánh mắt của bà ấy. Lát sau bà ấy thò tay vào sâu hơn, cô thấy người Kim Nhã liền động đậy. Và cô biết bà Dung đã chạm vào con búp bê thật rồi. Lúc ấy bà liền lùi lại mấy bước. Cái thân mình Kim Nhã từ từ rung lên. Trời đất, nó đã chết rồi kia mà. Bà Dung thậm chí còn có thể điều khiển cả người chết sao chứ. Thật là khủng khiếp. Mọi người lúc ấy ai cũng giật mình tản ra. Cô cũng giả vờ hét lên mấy cái, rồi giật mình té qua bà Dung, giả vờ như bản thân mình sắp xỉu tới nơi vậy, liền thều thào nói: "Bà Dung, bà đưa tôi về nhà với, tôi thở không nổi." Bà ấy lúng túng không thò tay vào tay áo được nữa. Cô liền dựa hẳn vào bà ấy,
nói bắt buộc bà ấy phải đưa mình về. Cuối cùng bà ấy cũng khó chịu mà đồng ý. Cô cứ như một người sắp xỉu bấu lấy vào bà ấy. Đến đoạn cô giả vờ té đẩy bà ấy xuống ao, cô cũng như vô tình mà nhào theo. Trời thì tối, nước thì lạnh, cô căng mắt ra nhìn xem con búp bê nó có trôi ra ngoài không để mà nhặt. Ấy vậy mà tìm mãi cũng không thấy đâu. Lát sau cô cảm thấy có bàn tay ai đó mò lên chân cô, chụp một cái kéo cô xuống nước. Lúc ấy cô mở căng mắt ra, thấy bóng ai đó trắng xóa dưới nước, nhưng chắc chắn không phải là bà Dung, mà giống với tiểu thư Ân Tình. Cô ấy cười ngoác cả mồm, mắt trợn lên giận dữ. Bong bóng trong miệng cô nổi lên trên mặt nước. Cô ấy giơ tay ra bóp lấy cổ cô rồi hét: "Trả mạng!" Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Như vậy là trong tập ngày hôm nay chúng ta biết được rằng thực chất là Kim Nhã đã bị một hồn ma nhập 2 năm trước cả khi Hoài Thục đến ở nhà bà Vũ Nụ luôn, nhưng mà không ai biết hết. Ban ngày thì Kim Nhã vẫn là Kim Nhã, nhưng mà ban đêm Kim Nhã lại là cái hồn ma đó. Và cái ngày hôm bữa bà Dung và bà Hoàng tới để mà thăm Hoài Thục á, thì vô tình Kim Nhã lại nhìn thấy ma và thốt ra cái câu đó. Thành ra là bà Dung á, bà nhắm vào Kim Nhã và bà muốn hại Kim Nhã. Bà muốn Kim Nhã biến thành cương thi và nuôi mấy cái con dơi của bà. Và vong hồn của cô gái kia nhập vào người Kim Nhã cũng không muốn bản thân mình và Kim Nhã cùng lúc trở thành cương thi, bởi vì nó rất là đáng sợ và nó hại rất là nhiều người. Thành ra là chính cô gái kia cũng muốn giúp cho Hoài Thục luôn. Và những gì cổ nói là đúng. Nếu như mà dân làng biết á, là nhà này có cương thi thì cả nhà đều sẽ bị liên lụy. Cộng thêm việc nếu như mà gia đình ở bên nhà của bà Hoàng biết Hoài Thục có đôi mắt âm dương thì Hoài Thục sẽ bị làm một cái gì đó quên rồi. Linh vật hả? Ủa cái gì tự nhiên bắt quên cái đó rồi. Linh nữ, bị biến thành cái gì đó khủng khiếp lắm, còn ghê gớm hơn là thần giữ cổ nữa. Thì ra là cái chết của Kim Nhã lại là một cái điều gì đó mà vong hồn kia và cả Kim Nhã cũng không muốn sống nữa, muốn giúp đỡ cho Hoài Thục, chứ không có như Hoài Thục nghĩ là ạt tưởng đâu. Cái người hại Kim Nhã là bà Dung. Nói chung là bà Dung cũng có hại, nhưng mà không có hại chết Kim Nhã, mà sự việc Kim Nhã bị chết lại nằm ngoài dự đoán của bà Dung. Và khi mà Hoài Thục đã cố gắng bày sự tình ra như vậy, rớt xuống sông Su Cà Nang, sao muốn giúp người ta lại thành ra là tự hại bản thân mình, khi mà Hoài Thục rớt xuống hồ lại bị hồn ma của Ân Tình nắm chân và kéo xuống dưới hồ với hy vọng là trả thù. Nói chung là Ân Tình và Hoài Thục là hai người là có mối thù không đội trời chung đó. Mối hận thù của hai người chưa tới hồi kết. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết nha. Bao cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.